AMD Ryzen 7 5700G so sánh ra sao khi so với AMD Ryzen 7 5800X? Đây là câu hỏi mình nhận được rất nhiều, và theo ý kiến cá nhân của mình thì việc so sánh hai cái mẫu CPU này ra thì không phù hợp lắm, bởi vì cái line sản phẩm và hai hướng sử dụng là hoàn toàn khác nhau. Đối với Ryzen 7 5800X thì những ai đã có sẵn GPU rồi và chỉ cần sức mạnh của CPU thì chắc chắn sẽ chọn mua cái mẫu CPU này. Tuy nhiên, đối với Ryzen 7 5700G thì câu chuyện này sẽ hơi khác biệt một chút, khi mà cái đối tượng sử dụng của họ là những người mua CPU kèm theo sức mạnh có sẵn ở bên trong, tức là GPU on, hoặc là những người mua CPU trước và mua VGA sau, bởi vì các biết rồi đấy, những cái dòng CPU có đuôi G thì mới có GPU tích hợp, còn những dòng CPU của AMD mà không có cái đuôi G thì là sẽ không có GPU on, thế nên các bạn sẽ phải sử dụng cạc rời. Và vì cái lý do như vậy nên đôi khi nhu cầu sử dụng của một số người ấy, họ chỉ cần ở mức giải trí thông thường và sử dụng sức mạnh luôn ở bên trong cái GPU on. Đây chính là điều mà AMD Ryzen 7 5700G làm rất tốt. Với cái yếu tố giải trí không VGA và sử dụng luôn cái GPU tích hợp thì Ryzen 7 5700G thể hiện rất tốt, khi có thể nói rằng đây là CPU được trang bị cái GPU tích hợp mạnh nhất về gaming tính tới thời điểm hiện tại và được bán ra trên thương mại trên thị trường. Thì để làm rõ cái luận điểm đấy thì ngay bây giờ thì mình sẽ test game luôn để cho các bạn thấy. Với CSGO, một tựa game cần sức mạnh đơn nhân và một GPU có hiệu năng vừa phải thì cũng có thể cho được một mức FPS rất ổn định, và đây cũng là một trong những cái tựa game tối ưu rất tốt khi mà mình để high setting, thật ra là auto đã high setting rồi, thì cái mức FPS khi mình bắn deathmatch thì sẽ rơi vào khoảng loanh quanh hơn 70 FPS, còn khi mà mình hạ setting xuống low setting hết thì sẽ rơi vào khoảng chừng hơn 100 FPS. Mình nghĩ thì nếu như bạn nào muốn try hard thì nên để mức low setting. Valorant là tựa game FPS có đồ họa rất nhẹ nhàng và nếu có thể nói là rất đẹp, với mức FPS khoảng hơn 120 FPS, thì đây sẽ là một trong những cái trải nghiệm mà khi các bạn sử dụng trên màn hình tần số quét cao là rất tốt. Tất nhiên thì ở trong trận đấu, ở một số đôi khi những combat lớn thì mình có bị drop FPS nhẹ xuống khoảng chừng là 80 FPS. Chuyển sang tựa game MOBA như LOL thì chưa cần test, các bạn cũng thể biết được là mình sẽ bật max setting, bởi vì đây là điều hiển nhiên. Tuy nhiên đối với Dota 2 thì câu chuyện này có vẻ hơi khác một chút, khi mà về mặt căn bản đây là một trong những cái tựa game có thể nói là MOBA cực kỳ đẹp và đồ họa cũng rất tốt. Nếu như bạn nào mà để ở mức gọi là setting thấp nhất để cho cái FPS lên cao thì hoàn toàn có thể đạt được khoảng 170 FPS, và khi combat sẽ khoảng 100 FPS. Tuy nhiên khi các bạn để max setting thì cái mức FPS đạt được 60 cũng là điều hơi khó. PUBG hiện tại đang nổi lên vì tự dưng trở thành một tựa game free to play, và nếu như bạn muốn chơi game ở mức giải trí thì mình khuyên bạn nên để ở mức thiết lập thấp nhất, và sau một cái quá trình trải nghiệm của sử dụng của mình và cũng cảm ơn nhà sản xuất Lỗ Xanh đã tối ưu lại tựa game, thế nên đối với GPU tích hợp của AMD Ryzen 7 5700G vẫn cho được mức FPS trên 70 FPS trong suốt quá trình trải nghiệm. Đấy là một số những cái đánh giá của mình xoay quanh những cái tựa game online, cũng là một thế mạnh lớn nhất của GPU tích hợp bên trong Ryzen 7 5700G. Và để tối ưu được mức FPS giống mình thì các bạn nên sử dụng đó chính là những cái bo mạch chủ dòng B như là B450 hoặc là B550. Thì về RAM chúng ta sẽ bắt buộc phải là hai thanh RAM với bus RAM khoảng từ 3000 trở lên là được. Thì ở đây mình sẽ sử dụng thanh RAM đến từ Kingston với bus RAM là 3200, hai thanh với tổng dung lượng là 16GB. Đây cũng là mức dung lượng tiêu chuẩn để chúng ta có thể sử dụng. Còn nếu như bạn nào mà thực sự mà muốn chơi những cái tựa game offline với GPU tích hợp của AMD thì mình nghĩ là các bạn nên hạ thiết lập xuống HD, bởi vì kể cả khi mình bật là Full HD này, mình test tựa game Shadow of Tomb Raider, đây là tựa game tối ưu rất tốt dành cho AMD, thì cái mức FPS cũng không thể đạt được 60 FPS với mức setting thấp nhất. Và các bạn đánh giá sao về việc chỉ sử dụng riêng mỗi CPU AMD Ryzen 7 5700G và không cần mua thêm VGA? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận của video. Hẹn gặp lại các bạn.